Quý vị, giảm nhiệt giá vé máy bay có được hay không? Đây là câu hỏi mà tôi tin là rất nhiều người dân đang quan tâm. Dù nguyên nhân chính của việc tăng giá thì đến từ nhiều yếu tố, nhưng mà thực tế thì giá vé máy bay tăng mạnh trong thời gian qua cũng ảnh hưởng rất nhiều đến nhu cầu đi lại và giao dịch của người dân. Và trên thực tế là không chỉ các hãng hàng không mà kể cả là các cơ quan quản lý thì cũng đang có những nỗ lực để tìm lời giải cho bài toán hạ nhiệt giá vé máy bay. Và ngay tại thành phố Hồ Chí Minh trong sáng ngày hôm nay thì VTV Money cũng đã ghi nhận được ý kiến của nhiều chuyên gia và những người trong cuộc. Sân bay Tân Sơn Nhất dịp cao điểm nghỉ lễ gần đây vắng vẻ hơn rất nhiều. Hãng hàng không nào cũng nhận ra điều đó. Nhưng tất cả cho biết đều không kiểm soát được giá cả đầu vào. Chi phí nhiên liệu của hàng không thì nó chiếm từ khoảng 40 đến 50% cái chi phí vận hành của hàng không. Mà cái giá dầu năm nay nó đã tăng từ 20 đến 25%. Cũng như cái việc áp lực chuyển sang cái nguyên liệu thay thế, sử dụng cái nguyên liệu thân thiện với môi trường, nó cũng khiến cho chi phí gia tăng. Hội thảo về giảm giá vé máy bay tổ chức sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhiều bên. Ở cái gì mà chúng tôi có thể kiểm soát được ở đâu đó khoảng độ 10% chi phí mà airline có thể xử lý được thì cũng đang rất là nỗ lực cố gắng. Đấy, chúng tôi mong muốn là chính phủ xem xét trên với cái mặt bằng về giá xăng dầu hiện nay mà dự báo hàng những năm tới sẽ tiếp tục ở mức cao, thì mong muốn là xem xét chính giảm cái thuế nhập khẩu xăng dầu. Cái thứ hai là cái phí cất hạ cánh, phí điều hành bay, để nước xem xét để giảm hơn, để giảm cái gánh nặng cho các hãng. Theo các hãng, chi phí hàng không phụ thuộc 60 đến 65% từ thuê mua máy bay, bảo dưỡng, xăng dầu. Điều này trong nước không thể chi phối được. Khoảng 15 đến 20% là các loại thuế, phí. Chi phí quản lý, nhân sự của các hãng chiếm từ 10 đến 15%. Đòi hỏi cơ quan quản lý vào cuộc thì chúng tôi xác định rằng vào cuộc đây là phải xác định là cái tác động cái vào cuộc này mang tính liên ngành chứ không phải là chỉ mỗi cái ngành hàng không. Cung cầu là không mất cân đối, máy bay từ 200 mấy chục chiếc xuống còn 100 mấy chiếc là cung cầu không phù hợp. Thứ hai là cái chi phí chung của thế giới nó tăng. Thuê máy bay tăng, và xăng dầu tăng, tất cả nó tăng. Và thứ ba là phía nhà nước những cái gì liên quan đến nhà nước định cũng chưa, chúng ta chưa có chính sách mà giảm. Thì chúng ta làm sao mà chúng ta thấy giảm được. Có thể thấy, việc giảm giá vé máy bay trong ngắn hạn là điều không dễ. Các bên sẽ phải xoay sở với mặt bằng giá mới. Trước mắt, chỉ có thể phối hợp liên ngành để tăng hiệu quả khai thác, cắt giảm chi phí quản lý, dù chiếm tỷ lệ nhỏ. Các hãng hàng không cũng cam kết sẽ đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi, kích cầu và đề nghị người dân có nhu cầu nên tìm mua vé sớm để có mức giá hợp lý. Vâng, hiệu chị, chúng ta cũng vừa lắng nghe tiếng nói từ phía các doanh nghiệp hàng không rồi từ phía các chuyên gia. Và có lẽ là khó khăn thì không chỉ đến với cả ngành hàng không Việt Nam đâu ạ, mà còn cả câu chuyện chung của ngành hàng không thế giới. Và có một thực tế là tại nhiều quốc gia thì tình trạng giá vé máy bay nội địa tăng cao cũng đã xuất hiện được một thời gian dài rồi, và đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 ạ. Khi mà tôi quan sát thấy thì giới chức ở những quốc gia này cũng như là lãnh đạo của những hãng hàng không của những nước này thì dù ban đầu là họ có ít nhiều bối rối nhưng mà cũng không thể đứng ngoài cuộc, đã phải có những biện pháp ở cấp độ nhà nước để có thể hạ nhiệt được giá vé máy bay. Thái Lan đã ghi nhận giá vé máy bay tăng cao đáng kể trong mùa hè năm ngoái. Nguyên nhân là do lượng hành khách nội địa tăng 85% trong quý đầu tiên so với một năm trước đó. Trong khi đó, lượng khách quốc tế tăng khoảng 54%. Các hãng hàng không không thể mở rộng đội bay đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu. Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan CAAT đã phải cân nhắc phê duyệt đề xuất bổ sung thêm máy bay. CAAT đã giám sát giá vé máy bay và tổ chức các cuộc họp thường xuyên với các hãng bay để đảm bảo giá vé hợp lý. Nhưng Thái Lan không phải quốc gia duy nhất chứng kiến giá vé máy bay tăng vọt, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, khi mà nhu cầu du lịch phục hồi mạnh mẽ. Tại châu Âu, luật pháp EU cho phép các hãng hàng không tự định giá vé máy bay của hãng mình. Và cuối năm 2023, sau một mùa hè chứng kiến giá vé máy bay nội khối tăng tới 20-30%, thì Ủy ban châu Âu EC đã phải mở một cuộc điều tra. Tuy rằng không có quyền hạn điều chỉnh giá vé, nhưng EC đã yêu cầu các hãng hàng không châu Âu phải đưa ra một lý giải hợp lý về chuyện giá vé tăng cao do lo ngại tình trạng này sẽ làm ngắt quãng kết nối vận tải và du lịch giữa các thành viên EU. Ngoài chuyện nhu cầu du lịch tăng cao, số lượng tàu bay hạn chế, thì việc giá nhiên liệu tăng cao cũng khiến giá vé máy bay tại nhiều quốc gia bị đội lên. Quay trở lại với Thái Lan, năm ngoái, Hiệp hội các hãng hàng không Thái Lan AAT đã kêu gọi chính phủ giảm thuế nhiên liệu
liệu và phí dịch vụ tại các sân bay. Còn về phía người tiêu dùng, họ được khuyến nghị là hãy mua vé máy bay thật sớm so với thời gian khởi hành để tránh tình trạng mua phút cuối và phải chịu một mức giá quá cao. Vâng, nhờ một cái khuyến nghị dành cho người tiêu dùng thì cũng liên quan trực tiếp tới người tiêu dùng, có một cái thông tin khá tích cực mà chúng tôi vừa cập nhật là Cục Hàng không Việt Nam cho biết rằng giá vé máy bay đến một số điểm du lịch hiện đã giảm chỉ còn khoảng một nửa so với cao điểm vào dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua. Tôi thì tôi nghĩ đây là một tin rất là vui đấy Hữu Chí, tại vì là hết 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì chúng ta lại bước vào dịp cao điểm hè. Và nếu như mà giá vé máy bay giảm ấy, thì cũng sẽ giúp kích cầu du lịch, giúp du khách sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn để đi du lịch. Và ngay trong ngày hôm nay thì VTV Money cũng đã có ghi nhận câu chuyện thực tế. Khảo sát giá vé ngày 17 tháng 5 cho thấy chặng bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh có vé hơn 1,5 triệu đồng một chiều đã bao gồm thuế phí. Các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến một số điểm du lịch như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, giá vé cũng giảm nhiệt. Như tôi vừa khảo sát trên website của một số hãng hàng không, cho thấy một số chặng bay thì đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với dịp lễ 30 tháng 4. Cụ thể, ví dụ như là từ chặng Hà Nội, Nha Trang, vé khứ hồi dịp 30 tháng 4 là 7 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện giá vé này vào ngày cuối tuần thì chỉ từ 5 triệu đồng, đang giảm khoảng 30%. Hiện tại thì giá cuối tuần Hà Nội Phú Quốc bây giờ đang giảm so với lại đợt 30 tháng 4, giảm khoảng 20-30%. Theo các doanh nghiệp lữ hành, vé máy bay đến một số điểm Phú Quốc, Quy Nhơn, Cần Thơ đang giảm từ 20-30% so với dịp lễ 30 tháng 4. Giá vé máy bay chiếm đến 60% giá tour nội địa nên hỗ trợ đáng kể cho việc giảm giá tour. Với tour Phú Quốc chẳng hạn, như là giai đoạn lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, giá tour chọn gói và đi vào đúng trọn vẹn nghỉ lễ, giá sẽ tương đương là khoảng 10 triệu. Tuy nhiên đến giai đoạn này thì tour kể cả đi vào cuối tuần, bắt đầu cuối tuần từ tháng 5 cho đến hết tháng 7, giá tour cũng dao động từ khoảng 7 triệu rưỡi cho đến 9 triệu. Giai đoạn bắt đầu các con bước vào kỳ nghỉ hè và bây giờ là cái giai đoạn cao điểm nhất. Cái giá thì chúng tôi cũng vừa cập nhật và điều chỉnh lại để làm sao tiệm cận với cái nhu cầu của khách hàng hơn trong thời gian này. Các hãng hàng không cho biết cũng đã đẩy sớm lịch bảo dưỡng định kỳ máy bay để có thêm tàu cho giai đoạn cao điểm, đồng thời tăng thêm chuyến vào khung giờ sáng sớm và tối muộn. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê thì 4 tháng đầu năm nay có 17,6 triệu hành khách di chuyển qua đường hàng không, có giảm hơn 2% so với cùng kỳ của năm trước. Cho nên là việc giá vé máy bay nếu được hạ nhiệt sẽ, giới chuyên môn cho rằng là sẽ ngay lập tức thu hút thêm nhiều hành khách họ đến các địa điểm du lịch bằng đường hàng không. Vâng ạ, hạ nhiệt ngay trước cao điểm hè, rõ ràng ở đây là một cái động thái rất là tích cực rồi. Và đúng như anh Hiệu chị nói, rất là mong là sẽ có rất là nhiều du khách họ sẽ ngay lập tức lên mạng rồi đặt vé máy bay đi du lịch, đúng không ạ? Tuy nhiên các chuyên gia cũng cho biết là để tạo nên một cú kích cầu du lịch thực sự trong mùa hè này thì vẫn cần một sự cố gắng và nỗ lực hơn nữa của các cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là các hãng bay đối với các tuyến bay khác nữa.